Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại những tin tức đã diễn ra trong tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Nga chỉ đàm phán nếu NATO chấp nhận điều kiện của Moscow. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, việc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã được bàn đến từ lâu nhưng mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cho tới nay vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là vì các bên đều muốn bảo vệ tối đa quyền lợi của riêng mình. Nên chắc chắn cuộc chiến vẫn sẽ kéo dài cho đến khi một trong các bên hoặc là cả hai bên đều nhận ra một lý do thuyết phục khiến cho họ muốn dừng lại. Và đây sẽ là một trong những chủ đề nổi bật trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quân đội Nga chuẩn bị hầm trú ẩn trước tên lửa phương Tây. Bộ Quốc phòng nga mới đây đã công bố kế hoạch xây dựng hầm trú ẩn để bảo vệ cho những chiếc máy bay quân sự nga dễ bị tấn công trước các tên lửa có độ chính xác cao của phương tây. Quyết định này đã được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của ukraine vào các sân bay của nga, bao gồm cả cuộc tấn công gần đây nhất vào căn cứ không quân milenrovo vào ngày 20 tháng 7. Theo các chuyên gia quân sự, những hầm trú ẩn này sẽ đảm bảo an toàn cho các máy bay quân sự của quân đội nga, nhưng về chi phí và thời gian xây dựng cũng không hề đơn giản. Phóng viên quân sự Alexander Kos đã chỉ ra rằng các nơi trú ẩn sẽ được xây dựng tại các sân bay dành cho máy bay quân sự Nga. Phóng viên này cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Belosov rằng lịch trình cho các sân bay đã được định sẵn và các nơi trú ẩn chắc chắn sẽ được xây dựng trong thời gian sớm nhất. Trong suốt quá trình của cuộc xung đột, quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào hệ thống phòng không và sân bay quân sự của lực lượng Nga. Một trong những sự kiện lớn nhất liên quan đến lĩnh vực này được ghi nhận vào tháng 12 năm 2022, khi mà Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng UAV vào các sân bay Diaghilevo ở vùng Ryazan và Elgaz ở vùng Saratov. Kết quả là ba nhân viên kỹ thuật đã thiệt mạng và bốn người khác đã bị thương. Chiếc Tu-22M3 của Nga đã bị hư hại nặng. Ngay sau cuộc tấn công này, thì quân đội Nga đã một lần nữa cố gắng tấn công vào Elgaz, nơi mà đặt trụ sở của lực lượng không quân chiến lược Nga. Và trong bối cảnh đó, ngoài việc tăng cường hệ thống phòng không, các chuyên gia cũng chỉ ra sự cần thiết phải bảo vệ những cơ sở vật chất cho lực lượng Nga bằng cách đề xuất xây dựng nhà chứa máy bay làm nơi trú ẩn cho các máy bay quân sự. Theo một thống kê chưa chính thức, hiện tại thì ở Nga có khoảng 2,5 nghìn sân bay, một phần đáng kể được dành cho mục đích quân sự, trong khi phần lớn được dành cho mục đích kép, cả quân sự lẫn dân sự. Tuy nhiên, việc thiếu các cấu trúc bảo vệ cho máy bay tại các sân bay của Nga đã là một vấn đề cấp bách kể từ những năm 1980. Trong thời gian đó, Liên Xô đã cho ra đời những máy bay mới mà về mặt vật lý không thể vừa với các hầm trú ẩn tiêu chuẩn 2A13. Trong số đó thì có Su27 và MiG-31 cũng không có hầm trú ẩn phù hợp. Và ngay cả loại hầm trú ẩn hình vòm phổ biến nhất trong loại 2A13, rộng 13m cũng chỉ được xây dựng ở một số địa điểm quân sự nhất định, chủ yếu là dọc theo biên giới phía Tây. Do đó mà vấn đề về xây dựng các cấu trúc hay là hầm trú ẩn để bảo vệ cho các máy bay là một điều đã được bàn đến ở Nga qua nhiều thập kỷ qua. Theo các chuyên gia, việc xây dựng những hầm trú ẩn này là một nhiệm vụ khá tốn kém và quy mô, một điều mà ngay cả Liên Xô cũng phải vật lộn mà vẫn chưa đạt được. Các máy bay lớn hơn như là Su-27 cần có hầm trú ẩn rộng hơn do sải cánh của chúng. Đối với những máy bay này thì Liên Xô bắt đầu đã xây dựng hầm trú ẩn Hai A19 với chiều rộng là 18,6 m và tường dày 50 cm được gia cố bằng các tấm thép 5 mm ở bên trong. Nhưng mà chi phí cho các hầm trú ẩn này rất cao, cao hơn 1,5 lần so với hầm trú ẩn Hải A13. Do đó mà những nơi trú ẩn này có thể sẽ được tính toán để xây dựng tại các sân bay gần với Ukraine trong phạm vi vũ khí tấn công, bao gồm các căn cứ không quân Kuchioskaya, Milerovo và Pelbek, cũng như là các sân bay ở Tagarov và Voronezh và các khu vực khác trong phạm vi 300 km tính từ biên giới Ukraine hoặc là khu vực tiền tuyến hiện tại. Với việc Nga sử dụng khoảng 300 máy bay chiến đấu trong cuộc chiến đối với Ukraine, thì họ sẽ cần ít nhất là 300 hầm trú ẩn kiểu như vậy. Với chi phí xây dựng có thể lên tới 1 tỷ đô la. Hình thức cất giữ máy bay này có thể giúp tăng tuổi thọ của máy bay, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuẩn bị bay. Những nơi trú ẩn này còn gia tăng cơ hội sống sót của các trung đoàn và chiến đấu cơ quân sự sau những cuộc ném bom bất ngờ từ đối phương. Việc bảo vệ các máy bay quân sự đang trở thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với quân đội Nga. Tuy nhiên, thay vì xây dựng các hầm trú ẩn hoàn chỉnh với chi phí rất cao như vậy, thì có khả năng Điện Kremlin sẽ lựa chọn các công trình đơn giản hơn, như là tại căn cứ không quân Khemelmin tại Syria, hoặc là các nhà chứa máy bay bằng kim loại cơ bản chỉ để chống chọi với thời tiết. Nhưng mà với việc Mỹ và các đồng minh phương Tây của Ukraine đang chuyển giao những loại tên lửa có tầm bắn ngày càng tăng cho quân đội Kiev, thì đã khiến cho Nga phải nghiêm túc hơn trong việc xây dựng các nhà chứa máy bay quân sự của họ. Zelensky thừa nhận khả năng đàm phán với Nga Kênh CNN đã dẫn lời cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, John Hepp cho biết rằng, người đứng đầu Ukraine, Tổng thống Zelensky, đã thừa nhận khả năng đàm phán với Nga. Do tình hình khó khăn ở mặt trận và sự bất ổn chính trị tại Mỹ, cựu đại sứ Mỹ tin rằng sự thay đổi quan điểm của Zelensky liên quan đến các cuộc đàm phán là phản ứng trước các sự kiện đang diễn ra ở Mỹ. Sau đó, thì việc nhà lãnh đạo Ukraine ám chỉ sẵn sàng đàm phán có liên quan đến một đòn giáng kép vào chính quyền Kiev. Kiev hiện đang phải đối mặt với tình hình rất khó khăn về tiền tuyến và sự bất ổn chính trị về mức độ hỗ trợ trong tương lai từ các đồng minh thân cận nhất của Ukraine. Cựu đại sứ Hép cho biết rằng sự thay đổi giọng điệu của ông Zelensky có thể là phản ứng trước những sự kiện đang diễn ra tại Mỹ, nơi mà cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố Stephen sẽ là người đồng hành cùng tranh cử với ông. Người này chỉ trích gai gắt việc tiếp tục viện trợ tới Kiev. Cũng theo ông Hep, ông Zelensky có thể sẽ cố gắng để tiếp cận với chính quyền Trump trong tương lai. Bằng cách nhấn mạnh rằng, ông ta sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine, nếu như mà các điều kiện đưa ra có lợi cho tất cả các bên. Cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã tuyên bố là ông sẽ sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine, ngay cả trước khi ông nhậm chức. Ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc nói chuyện vào thứ Sáu, mà ông Trump gọi đó là một cuộc điện đàm rất tốt đẹp. Tổng thống Nga Putin đã nhắc lại nhiều lần rằng, ông sẵn sàng đàm phán với Ukraine nếu như Kiev đầu hàng toàn bộ 4 khu vực mà Moscow tuyên bố chủ quyền, như là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Phần lớn các khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Vì vậy mà về cơ bản, ông Putin đang yêu cầu Ukraine hãy từ bỏ lãnh thổ mà không cần chiến đấu. Tổng thống Putin cũng nói rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO nhưng mà điều này có vẻ như khiến cho Kiev khó có thể chấp nhận được. Bắc Kinh lộ diện tham vọng từ sáng kiến vành đai và con đường. Đề xuất một vành đai một con đường của chính quyền Bắc Kinh đã khiến cho các quốc gia dọc tuyến đường này rơi vào bẫy nợ và cũng từ sáng kiến này những tham vọng quân sự khác của Bắc Kinh đã dần dần lộ rõ. Celebrity Times của Đài Loan đã đưa tin rằng sáng kiến một vành đai và con đường của Bắc Kinh đã gây tổn hại cho nhiều nước đang phát triển khiến họ phải gánh những khoản nợ khổng lồ và sụp đổ kinh tế ở một số nước. Họ buộc phải hy sinh an ninh quốc gia bằng cách bàn giao các cơ sở hạ tầng quan trọng cho Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng, sáng kiến trên không chỉ có mục đích thuộc địa hóa kinh tế, mà còn có thẳng vọng về quân sự. Như Lào, một quốc gia đang trên bờ vực vỡ nợ là một ví dụ tiêu biểu nhất. Tờ Diplomat cho biết rằng, quân đội Trung Quốc và quân đội Lào đã tổ chức cuộc tập trận chung từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 7 năm nay. Tại đó thì binh lính Trung Quốc đã được vận chuyển đến Lào thông qua đường sắt Trung Quốc Lào, được xây dựng bằng nguồn tài trợ của sáng kiến vành đai và con đường. Và hiện, tuyến đường sắt này cũng được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự vào Lào. Cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Lào được thực hiện sau khi quân đội Trung Quốc thực hiện các hoạt động tương tự tại Campuchia. Lào là một quốc gia nhỏ với dân số ít ỏi nhưng mà có vị trí chiến lược dọc theo sông Mekong, một mắt xích rất quan trọng trong thương mại giữa Đông Nam Á và Trung Quốc. Bất chấp sự tăng trưởng về du lịch và cải thiện liên kết giao thông với Trung Quốc, Lào vẫn là một trong những quốc gia kém phát triển nhất châu Á. Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng tình hình tài chính nguy hiểm của Lào đã khiến cho quốc gia này ngày càng phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. Vào năm 2020, Lào đã nhường lại phần lớn quyền kiểm soát lưới điện quốc gia cho một công ty Trung Quốc. Đây là một động thái mà thế giới bên ngoài coi là một trong những trường hợp ngoại giao bẫy nợ của chính quyền Bắc Kinh. Hội nghị Internet Trung Quốc vào năm 2024 được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 nhằm thúc đẩy các công ty Trung Quốc vươn ra toàn cầu. Chính quyền Bắc Kinh đang thúc đẩy sáng kiến vành đai và một con đường thông qua kỹ thuật số bằng các doanh nghiệp nhằm xuất khẩu chủ nghĩa độc tài ra quốc tế và định hình mô hình quản trị độc tài. Theo dữ liệu từ Viện Kinh tế Công nghiệp thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, 70% dự án con đường tờ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc hiện tập trung vào kết nối cứng, tức là cơ sở hạ tầng. Lấy China Mobile làm ví dụ, công ty này đã xây dựng mạng băng thông rộng 5G và gigabit lớn nhất trên thế giới với gần 1,9 triệu trạm gốc 5G trên phạm vi toàn cầu. Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã chỉ ra rằng, mục đích của con đường tơ lụa kỹ thuật số không chỉ để thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc mà còn để định hình lại các tiêu chuẩn và quy chuẩn quản trị internet. Thông qua 4 trường hợp tại Campuchia, Malaysia, Nepal và Thái Lan, các nhà phân tích đã cho thấy cách mà Trung Quốc tăng cường chấp nhận mô hình quản trị kỹ thuật số của Trung Quốc đối với các chính phủ các quốc gia này thông qua ảnh hưởng địa phương của các công ty công nghệ như là Huawei hay là Alibaba. Dữ liệu mới nhất cho thấy tổng số tiền vay mà các nước đang phát triển nhận được từ Trung Quốc không quá 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu được công ty iData, phòng thí nghiệm nghiên cứu nổi tiếng tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu William và Mary tại Virginia, Hoa Kỳ. Phòng thí nghiệm này đã thu thập dữ liệu về 21.000 mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc tới 165 quốc gia trong hơn 2 thập kỷ qua. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã cung cấp các khoản vay cho nhiều nước kém phát triển để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng. Một hoạt động được đưa vào sáng kiến vành đài và con đường dưới thời lãnh đạo của Tập Cận Bình. Các khoản vay của Trung Quốc về cơ bản được dùng để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng đường bộ, sân bay, đường sắt và nhà máy điện, bao trùm các khu vực rộng lớn như là châu Mỹ Latin, châu Phi và Đông Nam Á. Mối quan hệ giữa các chính phủ này và Bắc Kinh đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia chủ nợ lớn nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, sáng kiến vành đai và con đường đã bị chính các nước tham gia và phương Tây chỉ trích cay gắt. Do chính quyền Bắc Kinh cung cấp cơ sở hạ tầng và các khoản vay mà không tính đến các tác động về môi trường và kinh tế xã hội của các quốc gia tham gia sáng kiến này. Điều này cũng khiến cho chính quyền địa phương ở các quốc gia khác đang lo ngại về tham nhũng và sự phản đối của công chúng. Nó cũng làm dấy lên làn sóng chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, cho rằng việc chính quyền Bắc Kinh cho vay không tính đến khả năng trả nợ của các quốc gia đi vay là một hành động rất phối trách nhiệm và muốn gài họ rơi vào bẫy nợ. Sri Lanka là một ví dụ điển hình. Chính phủ nước này đã phá sản vì không trả được món nợ khổng lồ của Trung Quốc và phải cho Trung Quốc thuê cảng biển lớn nhất để trả nợ. Ngoài ra, thì các quốc gia châu Phi khác như là Zambia hay là Ethiopia và nhiều quốc gia khác đã và đang sắp sửa bước vào âm mưu này của chính quyền Trung Quốc. Sập cầu tại Thiểm Tây, Trung Quốc, hàng chục người đã thiệt mạng và mất tích. Trận mưa lớn và lũ quét vào đêm 19 tháng 7 đã làm một cây cầu trên đường cao tốc ở huyện Tạc Thủy, thành phố Thường Lạc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị sập, khiến nhiều phương tiện đang di chuyển bị rơi xuống sông. Đến nay, 5 phương tiện và 11 người được tìm thấy đã thiệt mạng, gần 20 phương tiện khác và hơn 30 người mất tích vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm. Theo truyền thông Trung Quốc, vào tối cùng ngày, nhiều cư dân mạng đã đăng bài trên mạng xã hội với nội dung có rất nhiều ô tô lớn nhỏ đã rơi khỏi cầu đường cao tốc trên vào sáng ngày 20 tháng 7. Về số lượng phương tiện bị rơi, cư dân mạng không chắc chắn vì trời quá tối và tốc độ của các phương tiện di chuyển rất nhanh. Có người dân còn nhìn thấy 4 đến 5 chiếc ô tô đã bị rơi khi mà sự việc xảy ra, nhưng anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vào sáng ngày 20 tháng 7, Cảnh sát Giao thông tỉnh Thiểm Tây đã công bố báo cáo về tình trạng đường cao tốc tại khu vực Thường Lạc. Sạt lở đất đã xảy ra trên nhiều tuyến đường tại khu vực này, khiến cho giao thông hai chiều đã bị gián đoạn. Người dân mạng Trung Quốc đã chỉ trích dự án này là một dự án kém chất lượng. Người dân cho rằng tất cả những công trình nhà ở và công trình giao thông tại Trung Quốc đều bị cắt xén vật liệu trong quá trình thi công, dẫn đến những công trình kém chất lượng. Trước đó vào hôm 19 tháng 7, lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 cũng đã khiến cho nhiều khu vực thành phố Bảo Kê bị ảnh hưởng nặng nề. 18 đường dây cáp điện 10 kW đã bị hư hại và thông tin liên lạc ở một số thị trấn đã bị gián đoạn. Hàng năm thì người dân Trung Quốc đều hứng chịu những trận lũ lớn gây thiệt hại rất lớn về tài sản, hoa màu và đặc biệt là số người thiệt mạng. Nhưng mà điều đặc biệt là chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ công bố số liệu một cách chính xác về những thiệt hại do mưa lũ và thiên tai gây ra. Còn một điều quan trọng khác mà người dân đã đặt ra một câu hỏi lớn, đó là tại sao hàng năm đều xảy ra những trận lũ lụt và thiên tai lớn như vậy, nhưng mà chính quyền Trung Quốc đã làm gì để khắc phục và chuẩn bị những phương án dự phòng tốt nhất cho những năm tiếp theo? Hay tất cả chỉ là màn diễn kịch lừa bịp dân chúng của chính quyền Bắc Kinh? Tại sao Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua bầu cử Mỹ? Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau nhiều lần đưa ra những quyết định mang tính chủ quan, thì cho đến nay những đề xuất mà Hungary đưa ra vẫn không được đa số các nước thành viên trong nghị viện châu Âu chấp thuận. Trong khi đó, ở bên kia bờ biển, nội bộ nước Mỹ đang có những thay đổi cực lớn sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang có ý định rút lui khỏi cuộc đua tranh cử. Thực hư sự việc này ra sao, chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hungary không được phép nắm quyền lãnh đạo Nghị viện châu Âu Theo các nguồn tin, các lực lượng cánh hữu vốn đã rất thành công trong cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu, nhưng mà cuối cùng vẫn không giành được quyền lãnh đạo trong các cơ quan lập pháp chính của EU. Các phe phái, phái của nhóm những người yêu nước, bao gồm Đảng Tập hợp Quốc gia Pháp của Marina Le Pen và Đảng Fidesz Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán, đã không giành được những vị trí quan trọng bởi vì đã bị những phe phái hàng đầu trong nghị viện châu Âu cùng hợp sức để chống lại họ. Phiên họp đầu tiên của nghị viện châu Âu diễn ra trong tuần này, trong đó thì phe cánh hữu là những người yêu nước vì châu Âu kiếm vị trí thứ ba. Theo truyền thông, phe lớn thứ ba nhận được một số lượng đáng kể số ghế trong ban lãnh đạo của nghị viện châu Âu. Tuy nhiên thì lần này mọi chuyện lại khác. Họ không những không nhận được chức vụ và đảm nhận vai trò mà họ có thể thực hiện mà còn không được phép vào văn phòng của Nghị viện châu Âu, nơi quyết định các quy định và nguyên tắc của cơ quan lập pháp này. Và đảng biết tin trước đó đã không thể đạt được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội ở Pháp. Các đảng trung dung, bao gồm đảng Nhân dân châu Âu, Liên minh tiến bộ của các đảng xã hội và dân chủ, và phe châu Âu đổi mới, cùng với các đồng minh từ các phe phái nhỏ hơn, đã phối hợp để giữ cho phe cực hữu không có được chức vụ cao. Ngoài lệ duy nhất, là nhóm những người bảo thủ và cải cách châu Âu của Thủ tướng Ý George Maloney, là những người từ chối hợp tác với phe cực hữu. Trong số 14 phó chủ tịch thì có 5 người thuộc Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ và 3 người thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Các ghế còn lại thuộc về các phe phái nhỏ hơn. Cơ hội duy nhất để phe cực hữu phát lại điều gì đó sẽ xuất hiện nếu như bà Ursula von der Leyen không được bổ nhiệm lại vào vị trí người đứng đầu Ủy ban châu Âu. Khi đó thì lãnh đạo EU sẽ phải chọn một ứng cử viên mới trong vòng một tháng và triệu hồi các quan chức được đề xuất khác. Tuy nhiên thì bà von der Leyen đã được bầu lại cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Theo bà Leyen, châu Âu hiện đang phải đối mặt với một sự lựa chọn. Lựa chọn này sẽ định hình kế hoạch và những gì mà EU phải làm trong 5 năm tới, cũng như khẳng định vị trí của liên minh trên thế giới trong tương lai. Châu Âu không thể quyết định được kết quả của các cuộc bầu cử trên khắp thế giới, nhưng mà họ có thể có những kế hoạch và chính sách đầu tư cho an ninh chính trị ở những quốc gia đồng minh hay lục địa của mình. Cuộc bỏ phiếu gần đây về nghị quyết tiếp tục ủng hộ Kiev cho thấy sự cân bằng quyền lực mới trong Nghị viện châu Âu. Lãnh đạo của biểu tình quốc gia Jordan Badella đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Nghị viện châu Âu về việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ông đã lên án nghĩa vụ của mỗi quốc gia thành viên EU đã phân bổ 0,25% GDP mỗi năm để hỗ trợ cho Ukraine. Và ông cũng nói thêm rằng, việc cung cấp vũ khí tầm xa hoặc việc Kiev gia nhập NATO sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột với một cường quốc hạt nhân. Đồng thời, ông cũng phản đối việc Ukraine gia nhập EU. Kết quả bầu cử đã chứng minh rằng các đảng thuộc dòng chính trị chính thống của châu Âu đang chịu rất nhiều tổn thất. Nói chung là họ sẽ có thể kiểm soát tình hình trong nghị viện châu Âu và duy trì quyền kiểm soát cơ bản đối với bộ máy quản lưu châu Âu, không cho phép các lực lượng đối lập cả cánh hữu và cánh tả ảnh hưởng đáng kể đến tình hình. Lý do Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua bầu cử Mỹ Theo tờ Isvestia, Phó Tổng thống Kamala Harris ngày càng có nhiều cơ hội trở thành ứng cử viên có khả năng tranh cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng có ít thời gian hơn trước đại hội đảng, mà tại đó một ứng cử viên duy nhất sẽ được thông qua. Hơn nữa là Đảng Dân Chủ có thể phải tổ chức đại hội mở. Đại hội được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 1968. Truyền thông Mỹ lưu ý rằng, trong trường hợp này, thì khả năng xảy ra hỗn loạn là rất cao. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử. Ông đã nói trong một tuyên bố: "Tôi tin rằng việc tôi từ chức là vì lợi ích tốt nhất của Đảng Dân chủ và nước Mỹ. Giờ đây tôi chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của chức vị tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ." Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua, một tổng thống Mỹ đã từ chối tái tranh cử. Tổng thống Biden cho biết rằng ông sẽ nêu rõ quyết định của mình một cách chi tiết trong tuần này trong bài phát biểu trước toàn quốc. Ông nhấn mạnh rằng dù rút lui khỏi cuộc bầu cử, nhưng mà ông sẽ vẫn giữ chức vị Tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông lại đặt cả giới lãnh đạo Mỹ và các đồng minh châu Âu trước hàng loạt những quyết định hết sức khó khăn. Trong vài tuần qua, áp lực lên Tổng thống Biden thực sự đã tăng theo cấp số nhân, đặc biệt là sau cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 6 và cuộc họp báo vào ngày 11 tháng 7 không có gì ngạc nhiên khi mà những lời kêu gọi rút khỏi cuộc bầu cử bắt đầu đổ về không chỉ từ các đảng viên đảng Cộng Hòa mà còn từ các đảng viên đảng Dân Chủ cấp cao. Những người thực sự lo ngại về cơ hội chiến thắng ngày càng gia tăng của ông Trump trong bối cảnh có vô số sai lầm ngớ ngẩn của Tổng thống Biden. Bất chấp thông báo của cựu Tổng thống Trump về chiến thắng dễ dàng trước Harris, thì cơ hội của đảng Dân Chủ đã tăng lên đáng kể sau khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua với sự đồng thuận bất thành văn trong đảng về việc ứng cử của Harris, thì sự lựa chọn này khá là hợp lý. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ còn được vợ chồng Clinton, tức là cựu lãnh đạo Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao, rất ủng hộ. Vị trí Phó Tổng thống mang lại cho bà Harris nhiều cơ hội trong cuộc đua bầu cử. Các ứng cử viên tiềm năng khác như là thống đốc của bang Kentucky và Pennsylvania. Đồng thời, các đảng viên đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ cho biết rằng họ đang muốn tiến hành một quy trình cởi mở hơn để lựa chọn một ứng cử viên từ đảng chứ không chỉ là bổ nhiệm bà Harris theo mặc định. Nó phải được thông qua tại đại hội toàn quốc của Đảng dân chủ vào ngày 19 tháng 8 được tổ chức tại Chicago. Nếu đảng không bầu được ứng cử viên mới thì Đảng dân chủ có thể phải tổ chức đại hội mở đầu tiên kể từ năm 1968, một dạng bầu cử sơ bộ nhỏ, trong đó thì các ứng cử viên sẽ cố gắng thuyết phục các đại biểu bỏ phiếu cho họ. Tuy nhiên, nguy cơ hỗn loạn trong cuộc bỏ phiếu như vậy là rất cao và thời gian cũng không còn nhiều, nên là Đảng dân chủ có thể sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trước khi đại hội bắt đầu. Mỹ lên kế hoạch thống trị trên không. Tại triển lãm hàng không quân sự lớn nhất thế giới được tổ chức tại Vương quốc Anh vào hôm 20 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ xem xét cẩn thận kế hoạch thống trị trên không thế hệ tiếp theo. Chương trình bao gồm một dòng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái trong tương lai. Không quân đã công bố yêu cầu đề xuất AFP cho ngành công nghiệp đấu thầu nền tảng thống trị trên không vào tháng 5 năm 2023. Và lịch trình yêu cầu cho hợp đồng vào cuối tháng trước. Khi được hỏi rằng liệu không quân có thể gia hạn hoặc hủy đề xuất AFP khi mà quá trình đánh giá tiếp tục hay không, thì ông Kendall đã từ chối trả lời. Theo một nguồn tin cho biết, kế hoạch thống trị trên không là một chương trình tuyệt mật của Không quân Mỹ, được thiết kế nhằm tăng khả năng sát thương và đảm bảo ưu thế trên không của quân đội Mỹ. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 với động cơ thích ứng sẽ là lực lượng nòng cốt của kế hoạch này. Nó có thể chuyển sang cấu hình hiệu quả nhất khi điều kiện bay bị thay đổi. Kế hoạch cũng đề xuất các máy bay không người lái tự động cảm biến, vũ khí và công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện khả năng kết nối của máy bay đối với vệ tinh. Lực lượng không quân Mỹ đã bay thử nghiệm quy mô lớn vào tháng 9 năm 2020 như một phần của chương trình thống trị trên không. Theo Reuters, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hiện đại hóa dự kiến sẽ thay thế cho máy bay chiến đấu F-22 Raptor vào những năm 2030. Chi phí thay thế các mẫu máy bay này đã vượt quá 300 triệu đô la Mỹ, gấp 3 lần chi phí của F-35. Nhưng mà bất chấp chi phí cao, Bộ trưởng Kendall cho biết rằng ý tưởng sử dụng UAV hoặc máy bay chiến đấu phối hợp CCA sẽ vẫn là một phần của động thái được đề xuất. Các nhà phân tích tham dự triển lãm hàng không cho biết rằng ý tưởng về thống trị trên không xuất hiện trước mối đe dọa từ Bắc Kinh. Các quan chức cấp cao của Không quân Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc xây dựng một mạng lưới như vậy là điều rất cần thiết để có thể giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Mạng lưới này sẽ bao gồm các máy bay vượt quá khả năng của máy bay chiến đấu thế hệ tư năm F-35, Boeing và Lockheed Martin được nhiều người coi là đối thủ cho thành phần máy bay chiến đấu cốt lõi của chương trình thống trị trên không này. Nhật Bản, Đức, Pháp và Tây Ban Nha tập trận chung để ngăn chặn Trung Quốc Để tăng cường hiệu quả dàn đe chống lại sự hợp tác giữa chính quyền Trung Quốc và Nga, một đội hình lực lượng không quân bao gồm hàng chục máy bay chiến đấu từ Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã đến Nhật Bản để thực hiện một cuộc tập trận chung trên không phận xung quanh Nhật Bản. Cuộc tập trận quân sự chung này được chia thành hai khu vực chính. Trong số đó, các máy bay chiến đấu, máy bay vận tải của không quân Đức và không quân Tây Ban Nha đã lần lượt hạ xuống căn cứ phòng vệ trên không Chitose tại Hokkaido. Đức và Tây Ban Nha đã lần lượt cử 8 máy bay chiến đấu Rafale và 4 máy bay chiến đấu Zeprofiter Typhoon. Trong khi lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã cử 4 máy bay chiến đấu F-15 tham gia tập trận. Đây sẽ là lần đầu tiên mà Tây Ban Nha điều máy bay chiến đấu tới Nhật Bản và là lần thứ hai Đức điều máy bay tới Nhật Bản kể từ năm 2022. Nobutaka Tanaka, chỉ huy trung đoàn hàng không số 2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, nói rằng các cuộc tập trận như vậy có ý nghĩa rất to lớn trong việc duy trì và củng cố một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Cùng với đó, thì các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu của không quân Pháp đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Heikuri của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản tại tỉnh Ibaraki. Bốn máy bay chiến đấu khác của không quân Pháp và hai máy bay chiến đấu F-2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận này. Đây là lần đầu tiên mà máy bay quân sự của Đức, Tây Ban Nha và Pháp được triển khai cùng lúc tới Nhật Bản. Cuộc tập trận chung giữa bốn nước dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 7 này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hy vọng sẽ có thể tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa đối với các nước NATO. Kể từ tháng 6, lực lượng không quân của Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã tiến hành hoạt động tập trận bắn đạn thật kéo dài 2 tháng trên bầu trời Thái Bình Dương. Trước khi đến thăm Nhật Bản, đội hình ba bên gồm hơn 5 máy bay, bay quân sự và hơn 1.800 quân nhân đã tiến hành cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ tại Alaska. Và sau Nhật Bản, đội hình ba bên cũng sẽ tiến hành tập trận với các đối tác trong khu vực như là Ấn Độ hay là Australia. Hoạt động tập trận bầu trời Thái Bình Dương 2024 dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 8. Ukraine từ chối cung cấp dầu cho Hungary Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích về nguy cơ vỡ nợ của Ukraine. Cùng với việc các thỏa thuận về việc vận chuyển và cung cấp dầu của nước này với Hungary và các quốc gia láng giềng khác sẽ ảnh hưởng ra sao đến chính nền kinh tế của Ukraine. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nguy cơ vỡ nợ của Ukraine Theo tờ Reuters đã đưa tin, chính quyền Ukraine vừa đưa ra thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với nhóm chủ nợ về việc tái cấu trúc khoản nợ 20 tỷ đô la. Thông báo của Ukraine được đưa ra chỉ hơn một tuần trước khi mà thỏa thuận về việc hoãn lại số nợ được ký kết vào năm 2022 sắp hết hạn. Đây là lần đầu tiên một quốc gia bắt đầu tái cấu trúc nợ trong bối cảnh đang có chiến tranh. Trước đó thì vào năm 2022, tờ Bloomberg đã có bài viết cho rằng những người nước ngoài nắm giữ trái phiếu Ukraine đã đồng ý đến năm 2024 để có thể lấy được lãi suất. Và bằng cách này, các đối tác nước ngoài hy vọng sẽ giảm áp lực lên ngân sách và tiết kiệm cho Ukraine khoảng 5,8 tỷ đô. Thời hạn thanh toán từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 là trong vòng 2 tuần. do đó mà Kiev phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vòng 10 ngày hoặc là phải tuyên bố vỡ nợ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang được yêu cầu chấp nhận những khoản lỗ lớn hơn dưới danh nghĩa tài trợ cho chính sách, bảo vệ nền dân chủ và chi tiêu nhiều hơn cho việc tái thiết sau chiến tranh. Tất nhiên, những người nước ngoài cho vay không bị thuyết phục bởi điều này. Do đó mà vòng đàm phán đầu tiên vào tháng trước về việc tái cấu trúc khoản nợ 20 tỷ đô của Ukraine đã không mang lại kết quả như mong muốn. Và dự kiến vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong tuần này nhưng mà dường như quá trình tố tụng sẽ được tiến hành một cách bí mật. Hiện tại các chủ nợ đang khăng khăng yêu cầu Kiev phải thanh toán nhiều hơn là tượng trưng bằng phiếu giảm giá sau khi kết thúc lệnh cấm. Vào tháng 6 vừa qua, Ukraine đã đề nghị khấu trừ 60 xu từ mỗi đô la trong tổng số nợ 20 tỷ đô. Trong khi đó, thì các chủ nợ chỉ sẵn sàng chịu lỗ 22,5%. Điều quan trọng đối với Ukraine là có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà đầu tư tư nhân. Nhưng mà theo nhà phân tích tài chính Mikhail Pliaev cho biết rằng, các nhà đầu tư đang được đưa ra những điều kiện hoàn toàn bất lợi. Theo ông thì các đồng minh có thể đồng ý tái cơ cấu để đổi lấy nhiều loại điều kiện ưu đãi khác nhau trong việc mua lại tài sản hoặc là đất đài của Ukraine. Cho đến nay thì Kiev vẫn chưa tìm ra điều gì tốt hơn ngoài việc cấm các khoản thanh toán nợ nước ngoài. Thành viên Quốc hội Jaroslav Zeleniak đã công bố quyết định của Quốc hội Ukraine về điều này ngược lại thì các nhà kinh tế học đã gọi đạo luật này của kiev là một điều gì đó rất tuyệt vọng sự đe dọa như vậy sẽ không hiệu quả và chắc chắn phương tây có điều gì đó để gây áp lực trong trường hợp vỡ nợ tài khoản của chính quyền ukraine và các công ty tại các ngân hàng châu âu và mỹ cũng có thể bị ngăn chặn ukraine đã dành tổng thu nhập quốc dân của mình cho nhu cầu quân sự và sự hỗ trợ tài chính từ mỹ và eu cho lĩnh vực xã hội và kinh tế cho ukraine cũng không thể cứu vớt được khả năng trả nợ của nước này và để thoát khỏi tình trạng bế tắc này, Ukraina cần một giải pháp tạm thời là vay thêm các khoản vay từ các quỹ quốc tế. Bộ trưởng Tài chính Myrchenko đã nói rằng đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo Ukraina có thể duy trì sự ổn định ngân sách và nguồn tiền mặt cần thiết để tiếp tục chi tiêu cho cuộc chiến. Đề xuất này sẽ cắt giảm 37% giá trị danh nghĩa đối với trái phiếu quốc tế đang lưu hành tại Ukraina, giúp Kiev có thể tiết kiệm được 11,4 tỷ đô la tiền thanh toán trong 3 năm tới. Ukraine từ chối cung cấp dầu cho Hungary. Theo tờ Politico đã đưa tin, sau khi Kiev áp đặt lệnh cấm dầu của Nga đi qua lãnh thổ nước này để đến Hungary, sẽ đẩy tình trạng thiếu điện và giá điện tăng cao ở đất nước này trong thời gian tới. Vào tháng trước, Kiev đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn việc vận chuyển dầu thô qua đường ống do công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất của Nga là Lukoil bán sang Trung Âu. Đây được xem như là một phần phủ nhận quyền miễn trừ đối với các lệnh trừng phạt do EU đưa ra, nhằm cho các quốc gia đang phụ thuộc vào Nga thêm thời gian để giảm bớt nguồn cung. Mục tiêu của Ukraine là có thể ngăn chặn nguồn thu chính trong ngân sách chiến tranh của Điện Kremlin sau so hơn 2 năm xung đột với nước này. Ukraine coi các hành động chống Hungary rõ ràng của Budapest như là một sáng kiến độc quyền của Kiev. Các quốc gia duy nhất bị ngăn chặn là Hungary và Slovakia. Tuy nhiên, Động thái này của Ukraine đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại Budapest, nơi đang phụ thuộc vào Nga để có thể cung cấp 70% lượng dầu nhập khẩu, và công ty dầu mỏ Lukoil chỉ có thể cung cấp một nửa lượng dầu đó. Các nhà quan sát chỉ ra rằng, không khó để đoán được rằng Ukraine không phải là bên đưa ra quyết định này, vì việc ngừng bơm dầu cho Hungary sẽ dẫn đến chính Ukraine cũng sẽ mất đi nguồn thu đáng kể. Để Hungary không có dầu, cũng đồng nghĩa với việc gây thiệt hại cho chính nguồn năng lượng và nền kinh tế của Ukraine. Trong khi đó, tổn thất của Nga do việc ngừng cung cấp dầu qua sông Nezalesnaya là rất nhỏ. Nga có thể bù đắp khoản 6 tỷ euro nhận được từ các khoản thanh toán từ các nước Trung Âu bằng cách chuyển hướng xuất khẩu sang phía đông. Còn đối với Ukraine, tổn thất từ 1 đến 1,5 tỷ euro cho quá cảnh thực sự là thiệt hại không thể khắc phục. Số tiền này chiếm tỷ lệ đáng kể so với tổng GDP 180 tỷ đô của Ukraine. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng, chỉ riêng trong tháng 4 năm nay, Hungary đã chi gần 1 phần 4 tỷ euro để mua dầu thô và khí đốt từ Nga. Ngành công nghiệp dầu mỏ là xương sống của nền kinh tế Hungary. Và trên thực tế, việc để Hungary không được tiếp cận dầu mỏ có thể bẻ gãy xương sống của nền kinh tế nước này. Chiến lược của phương Tây từ lâu vẫn luôn là kiềm chế Nga và cô lập nước này cho đến khi nước này bị vô hiệu hóa và sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà kế hoạch này thông qua Kiev có vẻ sẽ không thành công. Mỹ tung chiến lược chống lại Nga và Trung Quốc. Lầu Năm Góc đang công bố chiến lược mới nhất cho khu vực Bắc Cực trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành lợi thế địa chính trị với Trung Quốc và Nga đang trở nên gay gắt. Chiến lược này nhắm vào hoạt động quân sự hóa ngày càng gia tăng của Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh chạy đua giành tài nguyên thiên nhiên ngày càng rộng mở tại khu vực này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks vào ngày 22 tháng 7 cho biết rằng Bắc cực có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh của Mỹ. Điều cấp thiết đối với an ninh quốc gia là Mỹ phải đảm bảo Bắc cực vẫn là một khu vực an toàn và ổn định trước sự xâm lược ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Nga. Chiến lược này là một phần trong nỗ lực của toàn bộ chính phủ nhằm tăng cường khả năng gian đe của Mỹ tại Bắc cực thông qua các cuộc tập trận và huấn luyện thường xuyên với các đồng minh, cũng như là đầu tư vào các hệ thống mới như là năng lực không gian và thiết bị chống chịu thời tiết lạnh. Trong số những nỗ lực được nêu ra, có chỉ thị hiện đại hóa Bộ Tư lệnh Phòng không Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, nơi mà Mỹ và Canada ứng phó với các mối đe dọa mới nổi trong không phận Bắc Mỹ. Đây là chiến lược đầu tiên của Bộ Quốc phòng kể từ năm 2019 và diễn ra sau khi chính quyền Biden công bố chiến lược Bắc Cực Quốc gia vào năm 2022. Bắc Cực có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, kim loại đất hiếm, kim cương và ngư trường miền sơ. Tuy nhiên thì vùng đất này cũng đặt ra rất nhiều thách thức, bao gồm nhu cầu về cảng nước sâu, vũ khí, máy bay không người lái và thiết bị có thể chịu được khí hậu lạnh, cũng như là các tàu bổ sung có thể xử lý vùng nước lạnh và phá băng. Chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố Trung Quốc là một quốc gia gần Bắc Cực vào năm 2012, mặc dù lãnh thổ gần nhất của nước này cách xa khoảng 900 dặm. Trung Quốc cũng đang cố gắng xây dựng một hành lang kinh tế mới qua khu vực này, cái gọi là con đường tơ lụa Bắc Cực sẽ nối liền châu Á và châu Âu bằng cách đi qua các tuyến đường thủy mở của Bắc Cực dọc theo bờ biển phía Bắc của Nga thay vì đi qua Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng đang được tuần tra dày đặc hơn. Lầu Năm Góc không thể định hướng được hoạt động gia tăng của Nga và Trung Quốc trong khu vực, nhưng mà họ coi sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa hai nước này là điều rất đáng lo ngại. Vào năm 2022 và năm 2023, Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung ngoài khơi của bờ biển Alaska. Hiện tại, Mỹ chỉ sở hữu hai tàu phá băng chạy bằng diesel và cả hai tàu này đều sắp hết hạn. Tương tự là các đồng minh của Mỹ là Phần Lan thì duy trì khoảng 12 tàu, còn Canada thì duy trì khoảng 9 tàu. Vào đầu tháng này, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ hợp tác với Canada và Phần Lan để cùng nhau xây dựng đội tàu phá băng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại Bắc Cực. Trong khi đó, thì Nga có khoảng 30 tàu phá băng chạy bằng động cơ diesel và 7 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Còn Trung Quốc cũng đã tăng cường 3 tàu phá băng, thực hiện các nghiên cứu dân sự và quân sự trong khu vực này. Philippines và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận tiếp tế tại Biển Đông Bộ Ngoại giao Philippines cho biết rằng Manila đã tuyên bố là đã đạt được thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh cho các nhiệm vụ tiếp tế tới một tiền đồn của Philippines nhằm tránh hiểu lầm và tính toán sai lầm ở vùng biển đang tranh chấp tại Biển Đông. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines, cả hai bên tiếp tục thừa nhận nhu cầu hạ nhiệt tình hình ở Biển Đông và quản lý những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhất trí rằng thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của nhau tại Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận thỏa thuận tạm thời này với việc hai bên nhất trí cùng nhau quản lý các bất đồng trên biển. Tiền đồn nằm tại bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, đã bị một nhóm nhỏ hải quân Philippines chiếm đóng kể từ năm 1999 lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ tiền đồn này trong suốt nhiều năm qua. Thỏa thuận này đã đạt được sau một loạt các cuộc đàm phán thẳng thắn và mang tính chất xây dựng trong cuộc họp thứ 9 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông vào ngày 2 tháng 7, nơi mà Manila và Bắc Kinh đã nhất trí xây dựng lại lòng tin để kiểm soát tốt hơn các tranh chấp trên biển. Tuy nhiên, thì hai bên đã không cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận này. Theo các quan chức an ninh của Philippines, họ sẽ tự mình thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế, bất chấp lời đề nghị giúp đỡ từ Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Rex Sullivan cho biết rằng, Washington sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo Philippines có thể duy trì nhiệm vụ tiếp tế của mình tại bãi cạn Second Thomas. Mỹ đã nói rõ ràng với Bắc Kinh rằng hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines vào năm 1951 vẫn có hiệu lực tại Biển Đông. Kể từ năm 2023, Bắc Kinh đã nhiều lần quấy rối các hoạt động tiếp tế của Philippines tại bãi cỏ mây. Vụ đối đầu gần đây nhất xảy ra vào ngày 17 tháng 6, khi lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đâm vào tàu hải quân Philippines và ngăn cản thủy thủ đoàn Philippines giao lương thực cho binh lính của họ tại Tiền Đôn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã làm hỏng các tàu và tịch thu vũ khí cùng nhiều vật dụng khác. Cuộc đối đầu dữ dội này đã làm một số thủy thủ Philippines bị thương sau vụ việc, ông Sullivan và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã lên án Bắc Kinh và tái khẳng định cam kết chắc chắn của Mỹ với Manila. Vào ngày 12 tháng 7, đại sứ Mỹ tại Philippines Maricay Carlson và những người đồng cấp khác từ các đồng minh chủ chốt của phương Tây và châu Á đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines. Washington tiếp tục kêu gọi Trung Quốc hãy ngừng các hành động hung hằng tại biển Đông đối với Philippines và một mạng lưới các đồng minh ủng hộ Mỹ trong việc duy trì luật pháp ở vùng biển tranh chấp. Máy bay NATO do thám tại vùng biển đen của Nga. Hoàng thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Sau hơn 2 năm chiến tranh, người dân Ukraine đã quá mệt mỏi với những mất mát và bất ổn khi phải mất đi người thân và cuộc sống bị xáo trộn. Vậy nên việc đa số người dân nước này mong muốn hòa bình cho dù phải đánh đổi một số khu vực lãnh thổ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không chỉ đơn thuần là người dân mong muốn là có thể thành, mà hết thảy mọi việc ở Kiev phải được điều động bởi những chỉ thị từ phương Tây. Chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về những diễn biến xoay quanh câu chuyện này. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ukraine sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ để kết thúc chiến tranh Viện xã hội học quốc tế Kiev vừa công bố tỷ lệ công dân Ukraine sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ để nhanh chóng đạt được hòa bình với Nga đã tăng gấp 3 lần. Nếu như ở thời điểm cách đây hơn một năm, chỉ có 8-10% người dân sẵn sàng từ bỏ một phần lãnh thổ, thì tỷ lệ này cho tới nay đã tăng lên tới 32%. Điều này cho thấy người dân Ukraine đã quá mệt mỏi và sẵn sàng muốn kết thúc cuộc chiến ở các mức độ khác nhau, ủng hộ cho một thỏa thuận hòa bình đối với, với Nga. Các chuyên gia nghiên cứu gợi ý rằng, Người dân Ukraine sẽ được đưa ra một số lựa chọn cho một thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả những lựa chọn tích cực và có thể là cả những lựa chọn tiêu cực cho Ukraine. Theo đó, đầu tiên là việc thỏa thuận với tỷ lệ 38% liên quan đến việc Nga sẽ giữ lại các vùng lãnh thổ đang kiểm soát và các khu vực mới, trong khi Ukraine không được phép gia nhập NATO. Gói thỏa thuận thứ hai với tỷ lệ 47% sẽ là Ukraine không thừa nhận việc mất năm khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga nhưng mà đồng thời nước này sẽ được phép gia nhập EU và NATO. vào gói thỏa thuận thứ ba với tỷ lệ cao nhất, 57%, là việc Ukraine sẽ được phép gia nhập EU và NATO, giữ quyền kiểm soát Zaporozhye và Kherson, nhưng phải từ bỏ Donbass và bán đảo Crimea. Điều đáng chú ý ở đây là không có gói thỏa thuận nào liên quan đến việc đưa quân đội Ukraine đến biên giới năm 1991. Theo các chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Ukraine, Tỷ lệ trên ám chỉ sự sẵn sàng ở các mức độ khác nhau cho các cuộc đàm phán và các chương trình nghị sự của họ. Cách đây một tuần, người ta biết rằng có tới gần một nửa công dân Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga. Nhưng mà theo các nhà phân tích chính trị, thì dữ liệu này chỉ nên được coi là tín hiệu từ Washington gửi tới Kiev mà thôi. Cho đến thời điểm hiện tại, người dân Ukraine đã không còn mấy ai tin tưởng vào sự thành công của những cuộc phản công của quân đội Kiev. Hơn nữa, nhiều người đã phải đối mặt với sự mất mát và đau thương do mất đi người thân và cuộc sống của họ đã bị đảo lộn trong cuộc chiến. Nên là giờ đây rất nhiều người Ukraine cho rằng cuộc xung đột cần phải chấm dứt trong thời gian càng sớm càng tốt. Do đó, ngay cả gói thỏa thuận có vẻ như nhẹ nhàng nhất dành cho người Ukraina cũng bao hàm việc từ bỏ Donetsk, Luhansk và Kherson. Nếu như quay trở lại vào hai năm trước, các nhà xã hội học địa phương sẽ không đưa ra một đề xuất như vậy đến với công chúng và những người được hỏi cũng sẽ trả lời câu hỏi này một cách thận trọng hơn. Rất có thể mục đích thực sự của nghiên cứu này là nhằm gửi tín hiệu đến văn phòng của ông Zelensky rằng việc mong muốn có những cuộc đàm phán hòa bình với Nga là mong muốn của đa số người dân Ukraine. Trong khi đó, thì phương Tây cũng đang cố gắng xoa dịu Kiev bằng một lời hứa xuông là sẽ để nước này trở thành thành viên của NATO trong tương lai. Sở chuỗi các sự kiện cho thấy, ngụ ý rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ phải đánh đổi bằng lãnh thổ. Tuy nhiên, thì các nhà quan sát chỉ ra rằng điều này là không thực tế, bởi một trong những yêu cầu chính của Nga đối với NATO là sự trung lập về quân sự của Ukraine. Các chuyên gia cũng lưu ý tầm quan trọng của việc tương quan dữ liệu của các nhà xã hội học với số liệu thống kê của TCC về huy động. Tính đến ngày 18 tháng 7, trong số 11 triệu nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, chỉ có 4,6 triệu người cập nhật dữ liệu của họ, trong khi hơn 6 triệu người đã bỏ qua thủ tục này. Giờ đây thì những người này sẽ phải đối mặt với những khoản tiền phạt và truy tố nghiêm trọng. Như vậy, với sự trợ giúp của dữ liệu được công bố, phương Tây đang chuẩn bị cho Ukraine tiến hành quá trình đàm phán và từ bỏ các vùng lãnh thổ của họ để đổi lấy hòa bình. Đó cũng là lý do tại sao mà ở Kiev gần đây, họ đã bắt đầu nói về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Thực tế cho thấy, người dân Ukraina mong muốn được trở lại cuộc sống bình thường, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu đối với họ, bao gồm cả số phận của quân đội Ukraina và chính bản thân ông Zelensky. Máy bay NATO do thám biên giới biển đen của Nga Tờ Newsweek đã đưa tin rằng, các nhiệm vụ do thám của NATO trên vùng biển phía tây Crimea do Nga chiếm đóng vẫn tiếp tục diễn ra trong tháng này. Vào hôm 22 tháng 7, một máy bay thu thập thông tin tình báo RC-135V, Revised của Không quân Hoàng gia Anh đã thực hiện chuyến bay kéo dài 2 giờ ngoài khơi bờ biển Romani, cách căn cứ đồn trú Spotorbon của hạm đội biển đen của Nga khoảng 150 dặm về phía tây. Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ biển đen cho thấy, máy bay do thám của Anh đang thay thế một máy bay tuần tra hàng hải B8A Poseidon của Mỹ, vốn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực này. Dữ liệu chuyến bay cho thấy, Givaisoi cũng có mặt ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Constanta của Romania vào ngày 15 tháng 7 để thực hiện chuyến bay trinh sát kéo dài 3 giờ tại Biển Đen. Vào đầu tháng này, ngày 1 tháng 7, các máy bay chiến đấu của Nga cũng đã thách thức một máy bay do thám của Anh gần bờ Biển Đen của Romania. Ngay sau đó thì cũng phát hiện một chiếc máy bay Givaisoi có biển số khác đang hoạt động trong khu vực. Bộ Tư lệnh Không quân NATO đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi bằng văn bản về các vụ chặn máy bay của Nga trong tuần này. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO vào cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ thường từ chối bình luận về các hoạt động cụ thể. Các quan chức của Lầu Năm Góc cho biết rằng lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Israel lên án việc thành lập chính phủ chung của Hamas Trong khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn đang diễn ra thì mới đây, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết rằng một thỏa thuận thả con tin có thể sắp diễn ra. Các phe phái Palestine như là Fatah hay là Hamas đã ký tuyên bố Bắc Kinh, một thỏa thuận nhằm chấm dứt những khác biệt của họ. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố Bắc Kinh đã được ký kết vào cuối các cuộc đàm phán hòa giải được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị người đã tiếp đón quan chức cấp cao của Hamas là Musa Abu Marouak, phó chủ tịch Fatah là Mahmoud al -Alu, và đại diện của 12 nhóm Palestine nhỏ hơn tại Bắc Kinh. Cho biết họ đã đồng ý thành lập một chính phủ hòa giải dân tộc lâm thời để cai trị giải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được. BLO được thành lập vào năm 1964 như là một tổ chức chung để thúc đẩy mục tiêu thành lập nhà nước Palestine Fatah từ lâu đã nắm quyền lãnh đạo cả PLO và chính quyền Palestine, hiện đang quản lý một phần bờ Tây của giải Gaza. Các thành viên Hamas chưa bao giờ là thành viên của PLO. Tuy nhiên, thì các nhà phân tích cho biết thỏa thuận này sẽ khó thực hiện được, với những phức tạp bao gồm sự mâu thuẫn sâu sắc giữa các phe phái Palestine và phe đối lập phương Tây đối với Hamas có bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý. Và việc thực hiện những thỏa thuận này cũng chưa được công bố thời gian cụ thể. Israel đã chỉ trích lãnh đạo Fatah Mosmoun Abbas vì đã tìm cách cai trị Gaza và Hamas dẫn đến cuộc chiến hiện tại vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, với cuộc xâm lược chưa từng có vào miền nam của Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Kass đã viết trên mạng xã hội rằng thay vì bác bỏ chủ nghĩa khủng bố, thì Mahmoud Abbas lại ôm những kẻ sát nhân Hamas để lộ bộ mặt thật của mình. Phản ứng trước việc Bắc Kinh ủng hộ một chính phủ Palestine bao gồm cả Hamas, ông kass đã bác bỏ ý tưởng này vì cho rằng đây là ý tưởng không thực tế đồng thời cho biết khi chiến tranh kết thúc sẽ không còn hamas nào để cùng thành lập một chính phủ chung theo ông thì an ninh của israel sẽ vẫn nằm hoàn toàn trong tay của người israel tuyên bố này cũng đã đánh dấu một nỗ lực khác của chính quyền bắc kinh nhằm mở rộng phạm vi ngoại giao sang khu vực trung đông định vị mình là một lựa chọn thay thế cho mỹ trong việc làm trung gian hòa giải xung đột trong khuôn khổ hoạt động gây ảnh hưởng toàn cầu chính quyền Trung Quốc đã tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nhóm khủng bố như là Hamas hay là Taliban. Tuyên bố này được đưa ra khi mà Israel và Hamas tiếp tục đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh tại giải Gaza, trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine và trả tự do cho tất cả các con tin Israel còn lại. Vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Israel Netanyahu đã gặp gỡ gia đình các con tin Israel tại thủ đô Washington DC của Mỹ và cho họ biết rằng các điều kiện để đạt được thỏa thuận thả con tin chắc chắn đã hoàn thiện. Ông Netanyahu cũng khẳng định rằng ông đang làm mọi cách để có thể giải cứu con tin Israel, đồng thời có thể bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước do Thái này. Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên gia đình của 23 con tin Israel. 12 người trong số họ là những người thân của các con tin mang hai quốc tịch Israel và Mỹ. Nhóm đàm phán Israel dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza vào ngày 25 tháng 7 này. Trong đó bao gồm việc thả con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel. Mỹ truy tố Trung Quốc nhập khẩu 2 tấn fentanyl. Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 22 tháng 7 đã thông báo rằng một công dân người Trung Quốc đã bị truy tố vì cáo buộc nhập khẩu hơn 2 tấn fentanyl từ Trung Quốc vào Mỹ. Fentanyl là chất cấm có thể gây tử vong. Bộ Tư pháp cam kết phá vỡ mọi liên kết trong chuỗi cung ứng fentanyl toàn cầu. Theo dữ liệu từ CDC Hoa Kỳ, gần 75.000 người ở Mỹ đã tử vong vì fentanyl vào năm 2023. Theo thông báo của luật sư Alamda Hamdani, bang Texas, công dân người Trung Quốc 48 tuổi tên là Min Su Fang, hay còn gọi là Fernando, đã bị truy tố vì tham gia vào âm mưu nhập khẩu số lượng fentanyl được cho là lớn nhất được tìm thấy ở quận phía nam của bang Texas. Fernando và nhóm của ông ta dự kiến sẽ ra hầu tòa trước thẩm phán tòa án Liên bang Mỹ tại Orlando vào ngày 23 tháng 7. Nhóm này bị cáo buộc đã gửi 100 lô hàng riêng biệt từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023. Luật sư cho biết rằng vụ bắt giữ mang tính lịch sử này đã ngăn chặn việc sản xuất hàng triệu liều thuốc viên có chứa vitamin gây tử vong. Giám đốc của DEA, 3 Graham tuyên bố rằng vụ bắt giữ này đánh dấu một trong những vụ bắt giữ hóa chất fentanyl lớn nhất của DEA cho đến nay tại Hoa Kỳ. Hiện nay thì DEA tập trung cao độ vào việc phá vỡ toàn bộ chuỗi cung ứng fentanyl toàn cầu. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra an ninh nội địa cũng đóng một vai trò then chốt trong việc phá vỡ nguồn cung cấp các loại thuốc bất hợp pháp tại mọi điểm trong chuỗi cung ứng, như là quốc tế, tại biên giới và trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Vào hồi tháng 5 vừa qua, bà Mel Graham đã nêu tên Trung Quốc chính là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ và trên toàn thế giới. Một tháng trước, từ một cuộc điều tra của Quốc hội đã phát hiện ra rằng 97% hóa chất được sử dụng trong sản xuất fentanyl có nguồn gốc từ Trung Quốc. Một trong những vụ tịch thu sớm nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, khi mà các đặc vụ liên bang tại New York đã tịch thu 10 hộp UPS chứa khoảng 550 bao hóa chất. Nhãn hiệu trên bao bì được in là xuất xứ từ California thay vì Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp, ông Fernando sẽ phải đối mặt với bốn cáo buộc và nếu như bị kết tội thì ông ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là tù trung thân và khoản tiền phạt lên tới 10 triệu đô la. Cựu tổng trưởng lý Mỹ William Barr đã nói với các nhà lập pháp rằng báo cáo của Ủy ban đã phát hiện ra bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Trung Quốc không chỉ là người đứng ngoài cuộc mà còn chìm đắm trong việc tài trợ và tạo điều kiện cho việc xuất khẩu phetanin ra toàn thế giới. EU muốn tăng lực lượng phản ứng nhanh để đối đầu với Nga. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đối mặt với những cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đất nước này tiếp tục lâm vào cuộc khủng hoảng năng lượng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của cư dân mà còn tác động đến tình hình cuộc chiến. Ukraine sẽ phải làm gì để khắc phục những hậu quả này? Kính mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ukraine cận kề thảm họa về năng lượng Liên minh châu Âu cho biết rằng 70% tổng công suất năng lượng tại Ukraine đã bị phá hủy, chưa thể phục hồi về trạng thái ban đầu. Trong khi đó, thì các cơ sở năng lượng còn lại cũng đang nằm trong nguy cơ tấn công của lực lượng Nga. Đối mặt với tình trạng ngày càng bế tắc, các ngoại trưởng EU đang thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ về năng lượng cho Kiev, Tuy nhiên thì thực tế là nhiều nước châu Âu cũng không còn khả năng để giúp đỡ Ukraine, trong khi họ cũng đang phải vật lộn về vấn đề năng lượng của chính quốc gia mình. Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Ukraine không những ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, mà nó còn tác động đáng kể đến tình hình cuộc chiến. Hiện tại, ở Ukraine, lịch cắt điện đã nhiều hơn. Ở một số khu vực thì số giờ cắt điện đã lên tới 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Người ta cũng đang lo lắng về vấn đề thiếu điện khi mà mùa đông đang đến. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết, Ukraine đang thực hiện 5 bước để hỗ trợ khẩn cấp cho ngành năng lượng, bao gồm tăng cường hệ thống phòng không để nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ các cơ sở năng lượng. Bước thứ hai là sửa chữa và khôi phục nhanh chóng các cơ sở năng lượng đã bị phá hủy. Tiếp theo đó là phân cấp hệ thống năng lượng, tăng khả năng nhập khẩu từ các quốc gia EU và thu hút vốn từ các đối tác nước ngoài. Lịch trình cắt điện đang được đưa ra hàng ngày trên khắp Ukraine. Bất chấp thực tế là lượng điện nhập khẩu từ nước ngoài đã đạt khối lượng tối đa là 1,7 GW. Ukraine đang cố gắng thuyết phục châu Âu tăng khối lượng điện lên 2 GW để chuẩn bị cho mùa đông. Tuy nhiên, thì các quốc gia EU đã từ chối tăng nguồn cung cấp điện do các vấn đề riêng của mình. Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Svetlana Grichat lưu ý rằng, ngay cả khối lượng nhập khẩu tăng lên cũng sẽ không thể đáp ứng toàn bộ mức tiêu thụ năng lượng của nước này trong điều kiện hiện tại. Chính quyền Ukraine thừa nhận rằng mùa đông sắp tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp Ukraine Ivan Plakov dự đoán rằng mùa đông này sẽ là một thảm họa đối với Ukraine vì được dự báo là sẽ lạnh hơn các năm trước vì hiện tượng thời tiết cực đoan. Đồng thời cũng đưa ra lời khuyên là người dân hãy nên tìm đến những ngôi nhà ở nông thôn để có thể sưởi ấm bằng củi và dự trữ sẵn đồ sưởi ấm cho mùa đông. Tình hình ngày càng trở nên trầm trọng hơn do thời tiết nắng nóng bất thường tại Ukraine và cả châu Âu, đã làm tăng tải trọng cho các cơ sở hạ tầng năng lượng điện, khiến cho mức tiêu thụ điện đã đạt mức tối đa và vượt xa so với công suất đáp ứng của các nhà máy điện Ukraine. Ngoài ra thì Ukraine đã mất 9 GW công suất điện do hàng loạt cuộc pháo kích của Nga kể từ đầu năm 2024. Với khoảng 80% sản lượng nhiệt điện và 1/3 sản lượng thủy điện đã bị phá hủy. Ukraine hiện nay không thể bù đắp thâm hụt thông qua dòng vốn từ châu Âu, nghĩa là EU thậm chí không thể đáp ứng đầy đủ 1.700 MW cho Ukraine. Và ngay cả khi được cung cấp đầy đủ số điện trên, thì vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu của Ukraine tại thời điểm hiện tại. Bởi vì bản thân các nước châu Âu cũng không sản xuất được nhiều điện, hơn nữa giá điện tại EU cũng đắt gấp nhiều lần so với Ukraine, nên là lợi ích khi bán điện cho nước láng giường này cũng không cao. Để EU có được lợi ích thương mại, thì mức thuế ở Ukraina cần phải là 20 hryvnia mỗi kW thay vì 2,6 hryvnia như hiện nay. Hiện nay thì Ukraine nhập khẩu điện chủ yếu từ Hungary, Slovakia, Ba Lan và Romania. Trong khi đó thì Moldova cũng cung cấp cho Ukraina một lượng điện nhỏ thông qua nhà máy điện cấp cuộn của Moldova thuộc về Nga. Như vậy là Nga cũng góp phần duy trì sự ổn định năng lượng tại Ukraina. Ukraina hiện tồn tại chủ yếu nhờ các nhà máy điện hạt nhân không bị tấn công các cuộc tấn công không được thực hiện nhằm giảm thiểu những cáo buộc có thể xảy ra đối với Nga, rằng nước này được cho là đã gây ra các thảm họa hạt nhân. Vẫn còn những nghi vấn liệu rằng Nga có thực hiện thêm các cuộc tấn công vào các cơ sở cung cấp năng lượng của Ukraine trước mùa đông hay không. Phía Nga cũng đang tính toán thời điểm tấn công để trả đũa một số cuộc tấn công nhằm vào Kiev. Vì vậy mà có thể sẽ có những đòn giáng mạnh nếu như Ukraine là bên tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. EU tăng lực lượng phản ứng nhanh. Hiện thì các nước EU vẫn chưa huy động đủ 5.000 quân nhân phản ứng nhanh như đã hứa tại Nghị viện châu Âu. Cho đến nay thì chỉ có Đức và Ba Lan thống nhất quyết định là 2,5 nghìn quân nhân cho cơ cấu này. EU cũng đang nghiên cứu khả năng tăng cường các cơ cấu quân sự hiện có trong khuôn khổ của Hiệp hội. Một trong số đó là năng lực triển khai nhanh của EU cần được thành lập vào năm 2025. Nhu cầu thành lập quân đoàn chiến đấu lên tới 5.000 quân nhân này lần đầu tiên đã được công bố vào năm 2022. Và mặc dù mong muốn này vẫn chưa có dấu hiệu trở thành hiện thực, nhưng mà Nghị viện châu Âu cũng tin rằng số lượng của nó có thể tăng lên trong tương lai không xa. Ủy ban châu Âu xác nhận rằng việc xúc tiến để tạo ra đơn vị với số lượng quân nhân này vẫn đang được tiến hành. Ý tưởng này đã được các nước hàng đầu EU ủng hộ rất tích cực. Vì vậy mà vào tháng 4, Tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi quân đội châu Âu hãy xích lại gần nhau hơn. Tổng thống Pháp cho rằng một trong những bước đầu tiên có thể là thành lập một học viện quân sự châu âu hiện nay trong eu có hai loại nhóm quân sự đầu tiên là lực lượng đa quốc gia được hình thành trên cơ sở các thỏa thuận liên chính phủ được ký kết giữa các quốc gia thành viên eu và loại cơ cấu quân sự thứ hai là các lực lượng được thành lập trên cơ sở siêu quốc gia tức là ở cấp độ liên minh tổng thống macron đã nhiều lần nói rằng châu âu cần quyền tự chủ chiến lược không phụ thuộc vào mỹ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019 với The Economist, ông đã tuyên bố rằng NATO đang chết và cảnh báo rằng châu Âu đang trên bờ vực thẳm nếu như liên minh này không tập trung vào việc phòng thủ của chính mình. Và 4 năm sau, ông Macron đã thừa nhận rằng quyền tự chủ quốc phòng gắn liền với ngành công nghiệp châu Âu, nơi không đáp ứng mọi nhu cầu và vẫn còn rất manh muốn. Ủy ban châu Âu EC cũng đang cố gắng để thực hiện ít nhất các bước tổ chức nhằm tạo ra một quân đội châu Âu vẫn kết nối với NATO. Do đó mà người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà von der Leyen, gần đây đã công bố kế hoạch bổ nhiệm Ủy viên Quốc phòng châu Âu, cùng với đó là đề xuất tăng chi tiêu quân sự và vạch ra các phương pháp xây dựng năng lực của các quốc gia thành viên. Vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, bà Leyen đã kêu gọi cộng đồng biến EU thành một liên minh phòng thủ châu Âu thực sự. Các quốc gia thành viên vẫn sẽ chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia và quân đội của họ, và NATO vẫn sẽ là trụ cột trong hệ thống phòng thủ chung của EU. Tuy nhiên, thì thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andriy Krasov đã coi nỗ lực của EU nhằm thành lập lực lượng phản ứng nhanh là một điều rất lỗ bịch. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng cho biết rằng Nga không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với EU tại Ukraine. Triển vọng EU chuyển đổi thành một liên minh quốc phòng đang buộc cho Moscow phải điều chỉnh cơ chế đối ngoại của mình. Điều này khẳng định tâm trạng chung của các quốc gia châu Âu đối với căng thẳng đang leo thang. Đài Loan củng cố cơ sở hạ tầng phòng thủ trước Trung Quốc. Theo các chuyên gia từ tổ chức phi lợi nhuận Atlantic Council, Đài Loan cũng cần củng cố cơ sở hạ tầng dọc theo bờ biển phía đông như một phần trong nhiều biện pháp cần thiết nhằm tăng cường khả năng phục hồi của hòn đảo này trước sự xâm lược của Bắc Kinh. Franklin D. Kramer, Giám đốc Hội đồng Quản trị tại Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, một Đài Loan kiên cường cần phải duy trì khả năng phòng thủ cho đến khi các đồng minh đến hỗ trợ trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hoặc phong tỏa. Theo ông Kramer, Đài Loan nên tìm kiếm các khả năng có thể sao chép các chức năng của chính phủ và có thể được chuyển ra khỏi hoàn đảo đến một nơi an toàn hơn để tăng cường khả năng phục hồi. Theo các chuyên gia, Đài Loan cũng cần đầu tư nhanh chóng vào cơ sở hạ tầng cảng biển và hệ thống phòng thủ dọc theo bờ biển phía đông tại những nơi như là cảng Tô Áo và Hoa Liên. Đây có thể là những cảng nước sâu, dễ tiếp cận, là điểm mạnh chiến lược chống phong tỏa và là nơi mà bất kỳ sự phong tỏa nào của quân đội nhân dân Trung Quốc cũng sẽ nằm ở điểm yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất về mặt hậu cần. Trong báo cáo về quân sự Trung Quốc vào năm 2023, Lầu Năm Góc đã cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải và hàng không để buộc cho Đài Loan phải đầu hàng. Trung Quốc có thể bổ sung lệnh phong tỏa hòn đảo một cách đồng thời bằng chiến tranh điện tử, tấn công mạng và hoạt động thông tin để cô lập Đài Loan. Hầu hết các cảng của Đài Loan đều nằm ở bờ biển phía Tây bao gồm cảng Đài Bắc, cảng Đài Trung và cảng Cao Hùng. Cảng Tô Áo và cảng Hoa Liên là hai cảng biển chính ở bờ biển phía đông của hòn đảo. Cảng Tô Áo cũng được xem là địa điểm chiến lược có thể phục vụ mục đích kép và vận hành các hệ thống phòng không. Các chuyên gia cũng khuyến nghị Đài Loan nên tăng chi tiêu quốc phòng từ mức 2,5% như hiện tại lên 3% GDP. Đây là mức tăng sẽ cho phép hòn đảo này có khả năng phục hồi tốt hơn. Một phần chi tiêu quân sự cũng nên được dùng cho việc chế tạo và mua các phương tiện mặt nước không người lái và UAV. Bên cạnh đó, việc khuyến khích hợp tác giữa các nhà sản xuất UAV Đài Loan và ngành công nghiệp tư nhân của Mỹ sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển một đội UAV sẵn sàng chiến đấu với phạm vi, sức bền và tải trọng đủ để nâng cao nhận thức tình huống và hiệu ứng trên chiến trường. Vào tháng 6 vừa qua, chính quyền Biden đã phê duyệt một đợt bán vũ khí với trị giá là 360 triệu đô la cho Đài Loan. Vì vậy mà Đài Loan cần thay đổi chương trình đào tạo cho tân binh để họ có thể làm quen với các công nghệ mới như là UAV bằng cách tích hợp huấn luyện tác chiến UAV vào hệ thống nghĩa vụ quân sự cũng như là huấn luyện quân sự bị hàng năm. Đài Loan có thể chuẩn bị tốt hơn cho quân nhân của mình để thích nghi với môi trường chiến trường hiện đại và chống lại hiệu quả của các mối đe dọa mới. Gần 7.000 cửa hàng tại Trung Quốc đã đóng cửa trong vòng 6 tháng qua nền kinh tế của Trung Quốc đang tiếp tục bị suy thoái, kéo theo nhu cầu tiêu dùng đã giảm mạnh. Trong nửa đầu năm 2024, đã có 6.882 cửa hàng đã đóng cửa tại Trung Quốc, bao gồm hơn 100 công ty. Vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, Westgate Plaza của Thượng Hải đã thông báo rằng tất cả các khu vực cho thương gia, người thuê nhà ở Westgate Plaza, ngoại trừ Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Thượng Hải, sẽ phải đóng cửa bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Westgate Plaza ra mắt trên đường Nam Kinh ở thành phố Thượng Hải từ năm 1997. Cùng với Plaza 66 và City Pacific, nó đã tạo thành một tam giác vàng và là một trong những trung tâm mua sắm cao cấp bậc nhất của Thượng Hải. Cửa hàng bách hóa lớn ở Westgate Plaza đã đồng hành cùng với người Thượng Hải trong suốt 27 năm qua. Đường Nam Kinh của Thượng Hải là con phố thương mại đầu tiên ở Trung Quốc và có lẽ là một trong những con phố sầm uất nhất tại châu Á nhưng Landmark Plaza trên đường Nam Kinh ở Thượng Hải cũng đã phải đóng cửa vào năm 2022. Khu vực này trước đây có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc, nhưng mà giờ đây mọi thứ đều rất vắng vẻ và im ắng. Theo thống kê kinh doanh Jilan, trong ngành dịch vụ ăn uống trong nửa đầu năm nay, nhiều chuỗi thương hiệu nổi tiếng cũng đã đóng cửa hơn 6.000 cửa hàng tại Trung Quốc. Trong số đó, thương hiệu có nhiều cửa hàng đóng cửa nhất là Misue Pinchem. Trong 90 ngày qua, Mitsubishi Chen đã đóng cửa hơn 3.000 cửa hàng trên hầu hết cả nước. Và trong năm qua, hơn 150.000 cửa hàng trong ngành trà và cà phê cũng đã phải đóng cửa. Trung bình mỗi ngày có hơn 400 cửa hàng phải đóng cửa tại Trung Quốc. Số lượng các cơ sở kinh doanh và các doanh nghiệp Trung Quốc đóng cửa ngày càng nhiều cho thấy nền kinh tế của quốc gia này đang trì trệ. Không phủ nhận rằng, trong những năm qua, nền kinh tế của quốc gia tỷ dân này đã phát triển như vũ bão với việc ăn cắp những công nghệ chế tạo từ các quốc gia Âu Mỹ. Lợi dụng dân số đông và nhân công giá rẻ, bao gồm cả việc bóc lột sức lao động của các tù nhân lương tâm, đặc biệt là nhóm người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương và các học viên tù luyện Pháp Luân Công. Những nhóm người này đã phải lao động từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày mà không được trả lương và đối xử rất tệ bạc. Điều này đã được nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới vạch trần. Cùng với đó, việc phát triển bất chấp hậu quả về môi trường, đã khiến cho môi trường nước này bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là không khí và nguồn nước. Tất cả những điều này cho thấy đó chỉ là sự phát triển không bền vững, không có trình tự và phá vỡ các quy luật tự nhiên. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!